nhà thông minh hơn. Trong thời đại công nghệ, các sản phẩm gia dụng ngày càng trở nên thông minh và thân thiện hơn để phục vụ tốt cho cuộc sống của con người được thoải mái hơn. Ngoài những thiết bị thường được nghe như TV, tủ lạnh, máy lạnh, còn có những thiết bị tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng vẫn đem đến được những lợi ích hay ho cho người dùng. Một loa thông minh tích hợp trợ lý ảo. Đây là một trong những thiết bị được nhiều người nghĩ tới đầu tiên và được coi là không thể thiếu khi nhắc tới một ngôi nhà thông minh. Loa thông minh cũng là đấu trường mà nhiều hãng công nghệ so kè. Bởi mỗi tên tuổi đều đang tự phát triển một hệ thống trợ lý ảo riêng, Apple có Siri, Microsoft có Cortana, Google có Assistant, Amazon có Alexa và mới đây là Samsung có Bixby. Các thiết bị này có thể hỗ trợ điều khiển nhiều tác vụ hoặc thiết bị thông minh khác, cũng như cung cấp không ít thông tin cần thiết như thời tiết, giao thông, đặt hàng. Đặc biệt là mới đây, trợ lý ảo Google Assistant từng đã có phiên bản tiếng Việt, điều này sẽ thuận lợi hơn để trẻ em hoặc người già trong gia đình đều có thể sử dụng được. Hai hệ thống đèn thông minh. Hệ thống đèn thông minh giúp chiếu sáng cho căn nhà mà không cần bật tắt một cách phức tạp. Thiết bị thông minh sẽ tự bật tắt ánh sáng khi di chuyển. Người dùng di chuyển đến đâu đèn ở khu vực đó sẽ cảm biến tự động bật sáng và tự động tắt để tiết kiệm điện năng khi người dùng đã đi qua. Với những đèn được lắp ở ngoài vườn chúng cũng được cài đặt để bật khi 7 giờ tối và tắt sau 10 giờ đêm. Nếu người dùng có ở trong nhà mà quên tắt đèn ngoài sân vườn thì cũng không cần phải lo lắng. Ngoài ra bạn có thể điều khiển chiếu sáng với nhiều màu khác nhau như vàng ấm áp, tím mông mơ, xanh tươi mới, và điều khiển bật tắt được bằng smartphone. 3 giờ OBOT quản gia Đột phá nhất trong ngôi nhà thông minh của LG là quản gia Hub Robot. Hub Robot được kết nối với các thiết bị trong nhà và có thể thực hiện các mệnh lệnh của chủ nhân như bật điều hòa, bật máy giặt hay khởi động robot hút bụi, thông qua nhận diện giọng nói. Hub Robot xuất phát từ ý tưởng điều khiển các thiết bị gia dụng từ xa, thay vì bắt người dùng phải tự tay, treo lái mọi hoạt động. Trợ lý ảo Hub Robot sẽ giúp người dùng thực hiện điều đó. Ngoài những chức năng kể trên, người quản gia này sở hữu một loạt các chức năng tiện ích khác như phát nhạc, báo thức, thông báo tình trạng giao thông hay thời tiết. Ngoài ra chú robot này có thể di chuyển và xoay vòng, hoặc thể hiện rất nhiều trạng thái cảm xúc thú vị thông qua màn hình phía trước với hai mắt sáng màu xanh và có thể nhận diện gương mặt của từng thành viên trong gia đình bằng camera để đưa ra những lời chào phù hợp. Bốn thiết bị chăm sóc thú cưng trong thời buổi thú cưng lên ngôi thì đây là một thiết bị chăm sóc thú cưng cực tốt cho các gia chủ yêu chó thiết bị này được trang bị một chiếc camera vừa tầm với chú chó của bạn nó ghi nhận tất cả những hoạt động của chú cho chức trong tầm hoạt động của camera với hình ảnh chất lượng ngoài ra một số thiết bị còn có micro và loa phát âm thanh người dùng có thể thông qua đó mà nói chuyện với thú cưng của mình dù cho đang đi làm đi công tác hoặc đi chơi xa hãy huấn luyện thú cưng của bạn biết sử dụng thiết bị này vì nó có thể là máy cho ăn thay người chủ Trước khi ra ngoài hãy cho một ít thức ăn vào máy. Sau khi ra ngoài, người dùng có thể kích hoạt chế độ cho ăn khi điều khiển thiết bị thông qua smartphone. Ứng dụng hoạt động thông qua ứng dụng dành riêng cho điện thoại thông minh trên cả iOS và Android. Nam ổ cắm hẹn giờ hoặc ổ cắm điều khiển từ xa. Mọi đồ điện trong nhà bạn đều đang sử dụng ổ cắm để cung cấp nguồn điện sử dụng, để sử dụng an toàn hơn, đặc biệt tiết kiệm điện và theo ý muốn của người dùng. Ổ cắm hẹn giờ và ổ cắm điều khiển từ xa là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mọi gia đình. Với cơ chế tự động bật tắt theo lịch trình cài đặt trước hoặc do điều khiển từ xa thông qua các thiết bị khác, người dùng có thể làm chủ mọi thiết bị điện trong nhà ngay cả khi không có mặt hoạt động theo ý muốn của mình. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng ổ cắm với cơ chế riêng như hẹn giờ lùi, ổ cắm hẹn giờ bật tắt, ổ cắm hẹn giờ liên hoàn, ổ cắm điều khiển từ xa bằng điện thoại, bằng remote, bằng sim. Như Quỳnh, Nguyễn Quang